Rồi, là tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đang bên cách tổ quốc. Hôm nay tập lên một clip về một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này có một lô cần bên đây, cần gút dạng gút mini, vài cái cần lua, cần gút, cần câu ngâm. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên đó, anh em kể về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Lên cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần tiếp. Thì cây này một cây cần gút nha mọi người, cây cần gút phép phen và phen lõi xứ. Thì cái này nó dài là 1m65, tổng thể ngoại hình ở trong thì còn rất là ok nha. Hãng này hàng của hãng Gromit, nước sơn ở trong còn rất là ok, không có xước sắc nhiều, chỉ có phen nó hơi rỉ thế này nè. Đó, bán hàng thì so cho anh em coi kỹ. Cái này bình thường nha mọi người. Đó. Khoen hãng Bách Hãng. Thì cái này dài là 1m65, nặng là 165g, thu gọn là 43cm, đọt 1 ly 6. Thì độ cứng của cái này á, nó gơ tầm khoảng 20-30 thôi. Đó. Cái này nặng là 94g nhé. Rồi, giá công khai cái số 1 giá là 150k. Giá này bao ship nha mọi người. Tiếp theo cái số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút. Thì cây này là một cây cần phép nhé. Thì cây này màu hồng nè, đó, cho anh em dẫn bạn đi câu đó, rất là đẹp luôn, màu hồng. Bát là bát hãng, phen là phen hãng nhé. Phen hãng nhưng mà lỗi vẫn là lỗi sứ nha mọi người, chứ không phải là inox. Đây, lỗi lỗi sứ, thì anh em ga dây đánh cước thì ok đó, không lỗi gì nhé. Ở trong cũng còn rất là ok, cần cũng còn rất là đẹp luôn. Thì cái này dài cũng là 1m65 nha mọi người, dài 1m65 đó. Dạng cần rút, thu gọn là 43cm, đầu 1 ly 8. Thì độ cứng cái này ra tầm khoảng 20 thôi đó. Nặng là 110g. Giá công khai cái số 2 giá vẫn là 200 nhé, 200 bao ship. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 lên cho mọi người là một cây cần của thằng gì quên tiêu rồi. Đây, cũng là my phíp nè. Thì cái này cũng là một cây cần phíp, cần phíp gúp, dài 1m8, cây màu vàng nha anh em. Đó. Thì tổng thể của hình còn rất là ok nhé. Chạy nữa đây, đọt màu trắng, phen đây, phen vẫn là phen lõi sứ nha mọi người, phen vẫn là phen lõi sứ nhé. Đó. Tổng thể của hình đẹp. Bát tầm bát thẳng. Thì cái này nặng là 123g, đọt là 1 ly 7, thu gọn 47cm, dài 1m8, độ cứng cái này ra tầm khoảng 30. Rồi, giá cũng hay cái số 3, giá là 150k cộng bao ship nhé, 150k bao ship. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây cần, cũng là cây cần phép nha. Đó. Phen này lên mọi người, đó, phen ok hết nha, phen lộ sứ. Thì cái này dài 2m1, đó, dài 2m1, BG, phôi BG, ok hết nha mọi người, ok hết luôn, phen ok, lỏng ok, không lỗi. Thì bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước, đó, cứ anh em cứ chỗ nào lỗi thì anh em cứ gỡ về nha, đọc màu trắng. Thì cái này dài 2m1, nặng là 52g, đọt 1 ly 7. Thì cái này nó thu gọn là 52cm, nặng 132-35g, độ cứng tầm khoảng 20-30. Giá công khai cái số 4, giá là 200 nhé, 200 cái số 4, còn rất là ok nhé. Tiếp theo qua đây cái số 5. Đó. Rồi, phần bên đây là phần hàng carbon nha anh em. Thì cái số 5 là một cái hàng carbon. Phen là phen hãng lỗ sứ nè. Đó. Phen còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây mọi người xem, phen rất là ok, sáng bóng luôn. Thì cái này cứng 20, dài là 2m1, mặt tem đầy đủ, bát là bát thẳng, cán ở đây. Đó. Chất liệu lên liệu carbon nha anh em. Hồi ở trong thì còn rất là mới luôn nè. Đó. Rất là ok luôn, đo màu trắng, đọc cái này ra tầm khoảng 20 thôi. Đó.
Thì cái này nặng là 140-145 g, đọt 1 ly 5, thu gọn là 62 cm, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cái số 5, giá là 450k bao ship nhé. Cây còn rất là đẹp luôn mọi người. Cây này về mọi người mà câu hanh, câu cháp, thôi anh em ở miền Tây thì có thể câu câu cá dảnh, cá mè, câu tôm rất là ok nhé. Rồi tiếp theo cây số 6, cây số 6 lên cho mọi người là một cây cần carbon. Thì cây này dạng carbon sóng quăng, mini gì đó, mini brush. Thì cái này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, tem đầy đủ nha. Đây này rất là nhỏ gọn. Bát là bát thẳng, phen là phen Pusi nhé. Bát thẳng, phen là phen Pusi. Mọi người Pusi nhé. Foil là carbon, đó, dạng sáng bóng, rất là đẹp luôn. Ok nhé. Bên đây. Cái này anh em nào mà đi du lịch đó, đi công tác, để vô ba lô là vừa ba lô luôn đó. Đi tới công trình hôm nay địa điểm nào có cá anh em rút ra mà câu thôi đó, nhắc gõ gọn. Thì cái này nặng là 105 g, đọt 1 ly 6, thu gọn là 46 cm, dài 1m8, đọt tưởng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cái số 6, giá là 500 nha mọi người, 500 cộng 500 bao ship cái số 6. Tiếp theo cái số 7. Thì cái số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút, chất liệu là carbon. Đây. Sáng quăng. Tem đầy đủ nhé. Bát là bát hãng, phen cái này là phen hãng nhé. Phen hãng. Thì cây này nó dài 2m1. Đó, dài 2m1. Hãng của hãng Romit luôn nè, nó Romit. Foil là foil carbon nha mọi người, foil là foil carbon. Đây là carbon sẵn quăng. Sẵn nhám á, gọi một số anh em gọi sẵn nhám. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất là ok nha. Đọc ra đây. Đó. Thì cái này nặng là 138 g, đọt 1 ly 7, lọt 1 ly 8, thu gọn là 50 cm, dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cái số 7, giá là 500 nhé. Tiếp theo cái số 8. Cái số 8 lên cho mọi người là một cây cần rút. Thì cái này của hình như là của Alpha Taco. Đây, tem hiệu ở đây. Dạng rút mini, cái này hơn 2 găng tay tí thôi, chưa tới 2 găng tay. Thì cái này dài 1m8, đọt 1 ly 7, thu gọn là 38 cm, nặng là 119 g, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Đó, cái số 8. Foil là foil carbon. Đó. Phen là phen Fuji nhé, foil carbon phen Fuji. Ngoại hình thì có xuất sắc li ti thôi. Đó. Cái foil cũng rất là chắc luôn. Đó, rất là đẹp cái foil. Rồi, rất là đẹp nhé. Đọc ở đây. Fan Fuji, tất cả fan ok hết nha. Bao anh em nứt bản nhé. Rồi. Cái số 8 giá công khai là 600 nha mọi người, 600 bao ship cái số 8. Tiếp theo cái số 9. Cái số 9 lên cho mọi người một cây cần rút, cũng là chất liệu là liệu carbon luôn. Fan là fan Fuji đỏ xám nè. Đó. Nhìn bộ fan nó rất là ok nha mọi người, rất là đẹp. Thì cái này ngoại hình còn rất là ok luôn. Bát là bát Fuji. Đây là một cây cần carbon hàng của China xuất Nhật nè. Ngoại hình cây này nó ra tầm khoảng 90-93%, rất là đẹp luôn. Đó. Cái này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1, chất liệu carbon. Không có xước xát gì hết. Phèn thì đẹp lung linh này. Đó. Rất là đẹp. Phen ở đây. Phen này bao đẹp. Thì cái này nặng 120 g, đọc 1 ly 4, thu gọn là 43 cm.
dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây số 9, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship. À, 600 bao ship nhé. À, nói rõ luôn, lô này là bao ship hết luôn nha mọi người. Đó. Nhanh gọn lẹ đầu năm. Tiếp theo là cây số 11. Thì cây số 11 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Đây, nhìn bắt đầu nhìn vô những cái bộ phen của nó là mê lừng nha mọi người. Đó, bộ phen của Daiwa. Cây này một cây Daiwa Mini Max. Đây, Mini Max. Phôi carbon là phôi carbon thấp hết. Thì cây này cứng 20, dài 2m1, hàng Daiwa. Nặng là 128g, đọt bọc ly 5, dài 2m1, thu gọn là 44cm. Cây 11 giá công khai là 750k nha mọi người. Bao ship bát bát Fuji nè. Đó. Mini Bass cần cũng còn rất là đẹp luôn. Đó. Chỉ thiếu cái túi thôi. Ở hàng này hàng có Korea xuất Nhật. Carbon thì carbon sẵn nè. Đó. Fan là fan Fuji nhé. Carbon sẵn rất là đẹp luôn nè. Khổ che đâu được hết. Rất là ok. Phen đây. Đó. Phen mê linh. Rồi, giá công khai cái số 1 giá là 750k bao ship nhé. Tiếp theo cái số 10. Cái số 10, cái số 11. Cái số 10 giá công khai là 750k bao ship nhé. Tiếp theo cái số 11. Cây số 11 lên cho mọi người một cây hàng nội địa. Thì cây này của NFT. Đây, tem nội địa nhé. Tem nội địa đàng hoàng. Thì cây NFT này siêu bộ phen là bộ phen Fuji Dạ Quang. Đây mọi người. Đó, rất là đẹp. Phen còn rất là mới luôn. Đó, mới cứng. Đây, cây cứng 30, dài 1m8 của NFT. Phôi phôi carbon nhé. Thân thì được sơn ánh kim nè. Đó, đẹp. Trong nó đây, đó, rất là đẹp luôn. Đó đây. Phèn đây, đó, tất cả ok hết dân nha mọi người, không lỗi. Cán là cán y qua mốt. Thì cái này nặng là 100g thôi. Đọt là bọc ly 6, thu gọn 37cm, rất là nhỏ gọn nhé, chưa tới 2 gang tay, 2 gang ngữ à. Cây này cứng ra tầm khoảng 30, cứng 30 và 1m8, giá công khai cây số 11 giá là 700 nhé. Tiếp theo cây số 12, cây 12 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Thì cây này một cây Shimano cần rút phôi carbon Batabat Fuji Shimano. Đây, rất là đẹp. Hàng này hàng của China xuất Nhật, mã có đầy đủ. Thì cái này cứng 30, dài 2m1. Phen của nó là phen Fuji nhé. Phen Fuji, bu là bullshit. Đó. Phen Fuji, bullshit. Thì phôi là dạng carbon sẵn nha anh em. Dạng carbon sẵn. Rất là đẹp luôn. Rất là ok. Cái này về cho anh em câu sông, câu hanh, câu cháp, câu giải trí, câu lăn xe. Anh em có thể câu lua cũng được, nhưng mà cần này nó chuyên về câu ngâm nhiều hơn nha. Đa phần những cây em lên là chuyên về câu ngâm. Cây nào thông số lua thì em dám tư vấn là câu lua cho mọi người. Thì cái này nặng là 119g, dài 21, cứng 30. Giá công khai cây số 12, giá là 650k bao ship nhé. Tiếp theo qua đây, đây có những cây cần gút mà dạng chiên luôn. Đó. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 lên cho mọi người một cây cần của hãng Abiway Benso. Đó. Bán tầm bát Fuji. Cán này cán mút, cán đỏ nè. Cần rất là mới luôn. Đây. Đây, hãng của Abiway Benson. Thì
Cây này của Korea nha anh em, hàng của Korea. Cần rất là mới, rất là đẹp. Thì cái này dài là 2m7, độ cứng cái này tương đương với khoảng ML nha. Tải mồi từ 10 đến 30 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Đây, đây một cái cần rút dạng chiên cho lua. Đó. Thì cần lua thì anh em có thể câu ép câu, thì anh em có thể câu lăn xê cũng được, câu nhẹ nhẹ thôi. Đó. Cái này quy chiên về cho lua nhé. Phen là phen Fuji. Nè. Đó, phen Fuji còn rất là mới luôn. Phôi là phôi carbon nhé. Đó. Tất cả lóng ở trong ok. Cần ngoại hình đảm bảo với mọi người là trên 90% nhé. Cơ tầm khoảng 93-92%, rất là đẹp. Phôi dạng carbon sẵn. Ok, càng đẹp. Thì cái này dài hết 7, nặng là 197 g, đọt 1 đi 8, độ cứng cái này mà so với cần 2 khúc thì nó ra tầm khoảng 30 nhé. Rồi, giá công khai cái số 13 giá là 700. Tiếp theo cái số 14. 14 lên cho mọi người một cây cần, vẫn là một cây cần lua. Thì cây này một cây cần của Suzumi. Cần lua Suzumi. Cây này vẫn của Hàn Quốc sản xuất. Toàn thể cần. Bát là bát Fuji nhé. Bát là bát Fuji. Tem sức đầy đủ. Thì cây này cây cần lua dài 3 m, tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Phôi vẫn là phôi carbon. Ngoại hình có xước sắc lighting nè. Phen cái này là phen Fuji nhé, phen Fuji. Đó, tất cả phen ok, không nứt bể gì hết, không lỗi. Phôi dạng phôi carbon sẵn nè mọi người. Các bạn sẵn nha. Đây, rất là đẹp. Đây, đọc nó đây, à, vẫn đọc carbon nha mọi người. Buộc Fuji. Thì cái này dài 3 m, nặng là 229 g, đọc 1 đi 8, giá công khai kích 14, giá là 600 bao ship nhé. Tiếp theo qua đây, qua đây là lô cần 2 khúc 3 khúc dạng cô ngâm. Thì lên cho mọi người một cây cần số 15. Thì cái 15 lên cho mọi người một cây cần cắm gốc lỡ. Thì cây một cây cần cắm gốc lỡ của Alpha Taco. Đó. Đây. Thì có một đọt này nè, nó bị hụt nè, tí nè mọi người. Đó, cây một đọt bị hụt một tí. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok. Phen là phen Fuji, loại xám. Bát là bát Fuji, tem vàng. Phôi carbon sẵn nhé. Dài 1m8. Hàng Alpha Taco. Đó. Phen bát Fuji, bu Fuji luôn. Thì có một đọt nó bị hụt ha. Đó, một đọt bị hụt, một đọt nguyên chiên. Đây, bị hụt qua được chế lại nha mọi người. Nó được làm lại. Đây, nó bị gãy khúc dưới đây. Được làm lại, nhưng mà cũng còn rất là chắc nha anh em. Còn rất là chắc. Đó, cái này xem như bán một đọt và tặng một đọt. Phôi là carbon. Đây, sẵn gân guốc nhé. Thì cái này về cho anh em câu dạng đánh bạo lực, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, rất là ok luôn. Carbon sẵn Alpha Taco. Thì cái này nặng 190 g, đọt 2 ly 2 á, độ cứng ra tầm khoảng 50 nhé, 50-80, đọt 2 ly 4, độ cứng ra tầm khoảng 80-100 nha, rất là cứng, dài 1m8, rồi giá công khai cái số 15, giá là 600 bao ship nhé, giá cực kỳ hữu nghị luôn, một cây cắm gốc phen bát Fuji. Tiếp theo cây số 16, thì cây số 16 là lên cho mọi người một cây dạng cần anh em câu hanh, câu cháp và anh em câu bè, câu bến cảng á, thả lỗ nhé. Cái này cực kỳ mềm mềm luôn. Đây, test đọt cho mọi người xem trước. Đọt cái này nó ra cứng là khoảng 15 thôi nha mọi người. Đọt cứng khoảng 15 thôi. Đây, đọt có thể công hình chữ C được luôn. Đây là một cây cần của Tika. Đó, một hãng Tika. Màu vàng. Phen là phen xích nhưng mà loại phen hãng nha.
chứ không phải là fan Fuji. Bắt thẳng luôn. Đó. Ngoại hình thì cần thì nó rơi tầm khoảng 90%, cần rất là đẹp. Cây này dài 3m3 khúc nhé, 3m3 khúc, phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Cây này về anh em câu hanh, câu chắp, câu chép, dạng câu cảm giác nhé. Cứng ra tầm khoảng 15 thôi nha mọi người, rất là mỏng. Thì cái này nặng là dài 3m, nặng 145g, đọt 1 ly 3, giá công khai cây số 16, giá là 400 nhé. Cho mọi người là một cây cần 2 khúc. Thì cây này dài 2m1, phen là phen Fuji, cây số 17, Batabat Fuji, phen là phen Fuji, dài 2m1 nhé. Cái dạng căng mút, căng mút liền luôn. Đó, phen Fuji, phen cũng còn rất là ok. Đó, tương đối mới. Được cái cây này độ cứng cao. Thì cây này độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Đó, dài 2m1, phen bát Fuji, phen rất là ok nhé. Tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Fuji nè, tổng thể của mình còn rất là đẹp. Carbon. Thì cái này nặng là 228g, đọt 1 ly 6, dài 21, độ cứng cái này ra tập khoảng 80, giá công khai cây số 17, giá là 600, bao ship. Hàng của hàng Korea nha nam, hàng Korea xuất nhật. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người một cây hàng nội địa. Thì cây này một cây cần của Sakura, hàng nội địa. Phen là phen Fuji. Được sơn giả chúc nhé, sơn giả chúc carbon, sơn giả chúc. Bát là bát Fuji tam quan. Tổng thể ngoại hình thì có xây sát nha mọi người, tổng thể ngoại hình có xây sát. Thì cái này dài là 2m55, hàng Sakura, hàng nội địa. Đọt là đọt thấp. Đó. Cái này dạng anh em câu bạo lực rất là ok luôn. Đó. Dạng đọt tháp này báo cá cực kỳ nhảy luôn. Phen là phen Fuji. Bu là bu Fuji, nguyên bộ Fuji hết. Cần thì có xuất sắc li ti. Đó. Phôi, phôi vẫn là phôi carbon nha. Phôi hàng Sakura này thì rất là chắc rồi. Đó. Xịn luôn. Thì cái này dài 2m55. Nặng là 321g, đọt 2 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100, giá công khai cái số 17 18, giá là một, giá là 700 nha nè, 700 bao ship. Tiếp theo cái số 19. Cái số 19 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cái này cây Daiwa dạng cán dẹp. Đó, lần trước về cũng nhiều cái này lắm, bây giờ còn cụ cây một thành lý cho anh em luôn. Phôi là phôi carbon wicker. Thì dòng phôi carbon wicker này, dòng phôi nội địa nhé. Bát của tay qua, bát từ cao. Đó, đây, để tay vô dính tay nè. Đó, hết tay dừa luôn. Nó vuốt cái chỗ này lõm xuống để dừa cái phiểu tay của mình luôn. Phen là phen Fuji, bát là bát tay qua, bát từ cao. Thì cái này dài 2m5. Phôi là phôi carbon wicker nè, phôi nội địa. Đó, dạng carbon sẵn hai da. Đọt của nó là đọt thấp sạch tinh, dạng sạch tinh mà nó cũng sẵn nè. Đó, quấn chỉ sẵn rất là đẹp luôn, cần làm khá là thẩm mỹ. Phen nữa đây. Đó, rất là ok. Bu là bu xít nhé, bu xít. Thì cái này đọt thấp nên độ cứng nó chảy dài từ khoảng 80 đến 100 nhé. Rất là nhẹ cá, mấy cần đọt tháp này rất là nhẹ cá luôn. Thì cần này nặng là 286g, đọt dài 2m5, đọt 1 ly 9, giá công khai cây số 19, giá là 850k, bao ship. Tiếp theo cây số 20. Cây 20 lên cho mọi người quẳng một cây cần carbon. Thì cây này cây cần 3 khúc carbon. Phen là phen Fuji loại xám. Bát là bát Fuji tem quang. Đây, phen nó nhìn rất là đẹp nhé. Phen cũng còn rất là chắc luôn, chắc và đẹp. Thì cây này 3 khúc, dài 3m3, độ cứng cái này khoảng 50 thôi nha mọi người, độ cứng khoảng 50.
dạng carbon sẵn mà cũng hai da nữa nè, sẵn quẩy cá. Đây, fan nhìn từ xa rất là đẹp luôn. Này cũng vậy. À, bu là bu xít. Sẵn rất là đẹp luôn. Đẹp mê luôn, cặn ngoại hình cũng còn rất là đẹp luôn. Fan keo chỉ ok hết. À, không lỗi. Bán hàng anh em kiểm tra hàng trước yên tâm. Đó. Vôi sẵn nè. Đó. Cần gam gamber gamble gì đó mọi người. Đó. Tên của nó đây. Thì cái này dài 3m3, đọt 2 ly 2. Nặng là 350 g, cứng 50. Giá công khai cây số 20, giá là 750k bao ship nhé. Tiếp theo cây số 21, cây cuối cùng. Thì cây 21 cây cuối cùng lên cho mọi người một cây cần lua. Thì cái nào cây cần lua của Suzumi. Hàng của hàng Korea nha mọi người, hàng Korea. Có định vị lóng nè, định vị phen lóng. Đó. Cần cũng còn rất là mới trên 90%. Phen là phen Fuji, phen đời 3 chà bá luôn. Đó. Dạng cần lua. Foil foil carbon. Bát của nó là bát Fuji. Càng còn rất là mới. Thì cây này dài 3m3, nó lua từ 7 đến 21 gram, tẩy lai từ 8 đến 20 lb. Đây, mồi lua là con mồi giả nè, nó tĩnh quyện nè, rất là đẹp. Thì cái này dài 3m3, nặng là 295 g, đọt 2 liên 1, giá công khai cây số 21, giá là 700 mọi người, 700 bao ship. Rồi đó, tổng cộng 21 cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt, để xuống thoại tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.